Rồi đã hết giờ ngự hành thiền, mọi người xả thiền. Có một số người sẽ thắc mắc rằng cái việc xả thiền là phải như thế nào cho nó đúng pháp, phải theo cái bài bản, theo trình tự gì không? Thì thực ra việc xả thiền là cứ khi nào tâm của mình rời ra khỏi cái pháp thiền, rời ra khỏi đề mục thiền thì đấy đã là xả thiền. Cái lúc nào mình chú tâm ở trên đề mục thiền, trên pháp thiền thì đấy là mình đang hành thiền, đang chánh niệm tỉnh giác là đang hành thiền. Còn lúc nào tâm của mình buông cái pháp thiền đấy ra, buông cái đề mục thiền ra thì lúc đấy là xả thiền. Nhưng khi mình mở mắt ra thì lúc đấy tâm của mình không còn gắn vào cái pháp thiền nữa, không còn chú trên pháp thiền nữa, vậy thì đó là xả thiền. Và khi xả thiền ấy, thì có những người bị mình đau chân tê nhức thì mình xoa bóp cho nó thoải mái, cho nó hết cái sự đau nhức ấy. Những người mà đã thực hành lâu ngày, lâu năm rồi thì nó sẽ không còn hiện tượng ấy nữa. Khi ngồi thiền cả rất là nhiều giờ, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thì người ta cũng không bị đau chân, không bị tê nhức mệt mỏi. Và khi xả thiền, người ta mở mắt ra và người ta đứng lên đi lại bình thường ngay được. Còn những người mới tập thiền chưa lâu thì khi ngồi thiền một lúc nó cũng sẽ rất là đau, chân tay nó sẽ tê cứng mệt mỏi. Vì vậy khi xả thiền xong thì mình có thể xoa bóp chân tay để cho nó mềm ra, cho nó bớt cái đau nhức đi, rồi sau đó mình hẵng đứng lên. Đấy là xả thiền, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. À, bây giờ là đến giờ trình pháp. Ai có những hoài nghi, ai có những thắc mắc và ai có những câu hỏi hay là ai có cần trình pháp gì thì mọi người có thể giơ tay để trình pháp. Dạ, quý Phật tử nào có câu hỏi thắc mắc trong buổi hôm nay hoặc là trong thời gian qua thực tập, quý vị đưa tay lên ạ. Bộ phận âm thanh đưa thêm mic đi ạ. Dạ mô Phật, con đảnh lễ sư và con chào đạo tràng ạ. Dạ con có 2 câu hỏi trình pháp hôm nay ạ. Dạ khi mà con thực hành thiền ở nhà thì lúc mà con chưa vào thời thiền thì con thấy bình thường, nhưng mà khi mà con vào thời thiền lúc bắt đầu vào á thì cái cảm giác trên thân nó sinh khởi mạnh. Tức là con cảm thấy ngứa ngáy chỗ này chỗ kia rồi giống như là có kiến bò ở trên mặt trên trên người ấy. Thì cái hiện tượng này là như thế nào là câu hỏi đầu tiên. Cái hiện tượng mà khi ngồi thiền mà mình cảm thấy nó có hiện tượng như là nó ngứa ở trên người, ở trên mặt hoặc ở trên khắp toàn thân, đấy là do cái tâm của mình bị phấn chấn thái quá. Tức là trước khi ngồi thiền cứ nghĩ về cái sự thực hành thiền nhiều quá, là nó khởi lên cái ý chí cao quá, cái sự hào hứng, hay là khi ngồi thì mình lại chú tâm mạnh quá, quan sát cái hơi thở đấy rõ ràng quá. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là trong lúc quan sát hơi thở mình lại đi quan sát cả những cảm giác ở trên thân. Thì cái phong đại ấy, cái gió ở trên thân nó nổi trội lên, nó mạnh lên và nó làm cho mình cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu. Và cái cách để hết cái hiện tượng này đi, không còn lặp lại hiện tượng này nữa, đó là để cho cái tâm nó tự nhiên, nó thản nhiên, nó nhẹ nhàng ra. Vậy khi ngồi, trước khi ngồi mình đừng có khởi lên cái tính toán quá nhiều, tức là cái suy tính là hôm nay ta sẽ ngồi thế này thế kia, hay là ta sẽ ngồi thiền để đạt đến cái trạng thái này kia, tức là mình ít nghĩ đến cái chuyện đấy thôi. Và mình chỉ nghĩ rằng vì mình có những phiền não tham sân si, mình hành thiền để mình dứt bỏ những cái đấy đi. Nghĩ như vậy thì tâm nó cũng được thoải mái tự nhiên hơn. Và khi ngồi thiền nhớ là hướng tâm lên trước cửa mũi, tập trung vào một điểm rất là nhỏ. Cái chú ý của mình ấy là chú ý vào một cái điểm rất là nhỏ ở trên hơi thở này.
và nhẹ nhàng tự nhiên ở cái mức trung bình, chứ không được chú tâm quá là mạnh và không cần phải quan sát quá là rõ, mà chỉ quan sát vừa vừa, không quá, không cần quá rõ ràng. Làm như thế và không được đưa tâm đi theo hơi thở vào trong người mình và không quan sát những cảm giác ở trên người. Khi thực hành như vậy thì nó sẽ hết cái hiện tượng đấy đi. Dạ con có câu hỏi thứ hai là hồi hôm qua con có thức khuya một chút và sáng nay con có hơi uể oải ạ. Thì cái thời thiền đầu tiên con cảm giác là thời gian trôi đi rất là nhanh, không như mọi lần con ngồi thiền ở nhà. Thì cái thời thiền đầu tiên con cảm giác là vừa mới ngồi thì một chút xíu thì đã xả thiền rồi. Thì cái này là con có phải bị rơi vào hôn trầm không ạ? Cái hôn trầm nó khác, còn ngồi thiền mà thấy thời gian trôi đi qua nhanh là do nó có hỷ, có khinh an, có an lạc, có nhất tâm, nên là mới thấy cái thời gian nó trôi nhanh, tâm mình rất là tỉnh táo và mình quan sát được hơi thở rõ ràng và vẫn thấy cái thời gian nó trôi đi rất là nhanh. Đấy là cái dấu hiệu gần đạt đến sự nhất tâm, gần có định tĩnh rồi, chỉ cố lên một chút nữa là mình sẽ có được cái định thôi, là sẽ có những cái định tướng nó sẽ xuất hiện. Thì đấy là một dấu hiệu tốt, đấy là điều tốt, nhưng mình cũng không nên bàn luận về nó, không nên suy nghĩ ôn lại hay tìm lại cái trạng thái này, và nó qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, và cái thời thiền sau ngồi thiền vẫn cứ nhận biết hơi thở vào ra nhẹ nhàng tự nhiên. Có cái thời thiền nào mà thân tâm mình nó mệt mỏi, nó sinh ra hôn trầm, thì mình cũng cứ biết hơi thở cùng với cái hôn trầm đấy. Cái hôn trầm ấy mình cũng không nhất thiết là phải dứt nó đi một cách tuyệt đối, mà cũng không được đi theo nó, mình không được để cho cái hôn trầm nó chế ngự và nó làm cho mình quên hơi thở, mà mình vẫn cố gắng biết hơi thở trong cái trạng thái hôn trầm đấy, rồi mình chờ cho cái cơn hôn trầm đấy nó qua đi, một lúc sau nó sẽ tỉnh táo trở lại tự nhiên nhẹ nhàng, thì mình cảm thấy rất là thoải mái, chỉ cần thế thôi. Còn mình mà đè nén ức chế cái hôn trầm đấy, nó sẽ làm cho mình căng thẳng mệt mỏi. Mình cứ hành thiền cùng với cái hôn trầm đấy, rồi cái hôn trầm đấy một lúc là nó hết đi, thì nó tỉnh táo trở lại là nó rất bình thường. Dạ con xin tri ân sư ạ, con xin kết thúc trình pháp ạ. Con xin thỉnh lễ sư và kính chào đại chúng cùng quý thầy. Con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là con nghe pháp thì thầy dắt thầy Pháp Hòa giảng, khi ta làm một công việc nào đó, ta chú tâm vào công việc đó thì đó cũng là một cách hành thiền. Như vậy hành thiền đó có khác với hành thiền ngồi chú ý hơi thở hay không? Câu hỏi thứ hai, khi con thiền niệm ơn Đức Phật thì như sư dạy chúng ta phải nhắm mắt lại và hình tượng Đức Phật hiện ra trước mắt mình. Nhưng khi nhắm mắt thì tâm con ưa suy nghĩ, ý con nó đi lung tung hết. Nhưng khi con mở mắt con nhìn hình tượng Đức Phật thì lúc đó tâm con nó mới chú ý được. Như vậy là đúng hay sai ạ? Con xin hết. Cái pháp mà mình làm cái gì mình biết làm cái đấy, thì đấy là cái pháp niệm mà chánh niệm trên các oai nghi, tức là khi đi mình biết mình đi, khi đứng biết đứng, khi nằm biết nằm, khi ngồi biết ngồi, khi duỗi co cúi ngước, khi ăn, khi ngủ, khi nói, khi làm các cái công việc hàng ngày, và mình biết rõ ràng những cái công việc ấy, thì cái việc đấy cũng là chánh niệm tỉnh giác. Và cái chánh niệm tỉnh giác ấy nó không đưa đến cái sự định tĩnh, nó không đưa đến nhất tâm. Những cái pháp chánh niệm tỉnh giác ấy nó có thể làm cho mình bớt đi những vọng tưởng thô, những phiền não tham sân si thô thiển đấy nhá. Và nó chỉ là bước đầu của cái người mới tập tu thì có thể thực hành cái pháp đấy, và mình tận dụng những cái khoảng thời gian mà mình không có thời gian để mình ngồi kiết già nương thẳng định tĩnh, thì mình hãy chánh niệm trên các cái oai nghi, các công việc ấy thì cũng tạm được nhá, cũng được. Nó cũng hỗ trợ cho cái lúc mà mình ngồi thiền ấy, sẽ bớt đi những cái triển cái, bớt đi những cái phóng dật năng xăng, bớt đi những cái vọng tưởng. Vì trong cái hoạt động cuộc sống mình luôn luôn có chánh niệm như vậy, thì đến lúc ngồi thiền định nó được sâu hơn.
Chứ cái pháp thiền đấy không thể thay thế hoàn toàn cho thiền hơi thở được. Pháp thiền hơi thở sẽ đi vào cái mức định cao hơn, cái sự chuyên tu thâm sâu hơn, phát triển tâm, định tâm ở mức độ cao hơn và có thể đạt đến sự giác ngộ giải thoát được. Thì cái pháp thiền ấy là một cái mức độ tu tập cao hơn, một bậc nữa. Vậy thì khi thiền hơi thở thì chánh niệm nhận biết cái hơi thở vào ra thôi, chứ không được nhận biết một cái oai nghi nào khác ở trên thân, để mình đạt đến sự nhất tâm định tịnh. Và trong cái lúc nào mình xả thiền nhé, cái lúc nào mình hết cái giờ ngồi thiền hơi thở rồi, xả thiền đi làm các công việc rồi, thì lúc đấy lại chánh niệm trên các oai nghi, nhận biết các cái oai nghi cử chỉ và các việc làm của mình. Đấy là phải xen kẽ nhau như vậy. Thì thực hành cái pháp này sẽ hỗ trợ cho pháp kia, để lúc nào cũng có chánh niệm, không bị cái tạp niệm năng xăng nó chi phối. Khi hành thiền niệm ân Đức Phật thì nhắm mắt và mình hình dung ra hình ảnh Đức Phật và niệm ân Đức, Đức Thế Tôn là bậc xứng đáng được cúng dường Arahant Arahant Sammasambuddho Vicharana Sampanno, niệm ân Đức nào đấy cũng được. Và cái hình ảnh của Đức Phật có lúc hiện rõ ra, có lúc sẽ bị mờ đi. Trước khi nhắm mắt vào, mình có thể nhìn vào hình ảnh Đức Phật. Hãy nhìn hình ảnh Đức Phật trước khi ngồi thiền thôi. Và khi nắm mắt vào, mình hình dung ra một bức tranh Phật, bức tượng Phật, hình dáng Đức Phật nào đấy cũng được, rồi niệm cái câu đấy. Và trong khi niệm, cái tâm của mình khởi lên hoan hỷ và nó cuốn hút theo cái ân Đức nhé. Bởi vì Ngài đã đoạn trừ hết tham sân si nên Ngài xứng đáng được cúng dường. Vì Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn hảo viên mãn nên Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Cái tâm của mình bị cuốn hút theo những ân Đức rồi thì hình ảnh Đức Phật cũng sẽ bị mờ nhạt đi, chứ không phải lúc nào hình ảnh Đức Phật cũng sẽ duy trì liên tục được. Vậy thì cái lúc đấy mình cũng không cần phải mở mắt ra, không cần phải nhìn lại hình ảnh Đức Phật nữa, mà cứ tiếp tục niệm, cứ tiếp tục niệm cái ân Đức đấy. Từ ân Đức thứ nhất, thứ hai, rồi cho đến 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ân Đức, nạp đi nạp lại liên tục như vậy. Như vậy thì tốt hơn nhé. Mở mắt ra tâm nó bị động, nó cái định đấy nó bị yếu đi, nó cái chánh niệm nó bị gián đoạn đi. Cho nên là khi đã nhắm mắt vào hành thiền rồi thì không nên mở mắt ra nữa, và cứ tiếp tục mà niệm thôi. Còn ân Đức, hình ảnh Đức Phật thì lúc hiện ra, lúc thì mờ đi không sao cả. Dạ thưa sư, là con có hai câu hỏi những cái vướng mắc của con trong cái quá trình tập thiền hôm nay và bữa giờ, thì con xin sư giải đáp giúp con. Là thứ nhất đó, là con hay có, con đang cư sự tại gia thì con hay có những cái như vướng mắc vô, là nữ thì có vướng mắc vô quần áo hay là những cái lụa là vải vóc. Thì khi mà con tập thiền thì những cái đó nó lại hiện lên, một cái áo này nó đẹp nè, những cái lụa là nó hiện ra mà nó kéo tâm con, nó không có để cho con tập trung vô hơi thở. Thì hôm nào mà ví dụ tôi tháng, khi nào thời điểm nào con shopping nó hơi nhiều một chút thì nó kéo ác liệt luôn. Còn khi nào mà ít lại một chút á thì nó đỡ. Thì có cách nào mà điều phục được cái phần này hay không? Rồi cái thứ hai nữa là con trong cuộc sống hàng ngày á, con có cái tật, nó thẳng ra thì nó cũng là cái tật nhiều chuyện. Có nghĩa là những cái chuyện mà đôi khi con thích nghe, những cái chuyện đọc trên mạng hay trên báo, thậm chí những cái câu chuyện đau đau của ai á, người ta khổ đau, người ta thế này thế nọ kia, mình lại là rất thích nghe những cái câu chuyện đó. Và khi mà mình hành thiền thì nó lại vẽ, giống như sáng nay khi con ngồi thiền nó lại rẽ một cái câu chuyện cực kỳ ly kỳ và nó cuốn hút, mà nó con không nhớ chính xác nó là chuyện gì, mà nó lại kéo tâm mình đi, mà không có cho mình vô hơi thở nữa. Khi mà đối với cái thiền niệm ân Đức Phật, niệm ân Đức Pháp thì nó không có bị kéo nhiều, mà khi mà bắt đầu chuyển qua hơi thở là những cái đó nó giống như nó không có lực kéo rất là mạnh, và con cảm thấy cái lực kéo mình, kéo tâm mình trở về với hơi thở thì nó rất là yếu. Thì mong sư giải đáp giúp con, thì con không biết nó là cái gì, là con cũng không biết làm sao để con điều phục được nó. Dạ con cảm ơn ạ. Nhưng mà cái tâm nó cứ hay bị chạy theo ngoại cảnh, nó bị chi phối, bị những cái ngoại cảnh bên ngoài nó hấp dẫn, khả ái nó hấp dẫn, lôi kéo như vậy. Và trong lúc ngồi thiền nó cũng vẫn bị vọng tưởng đến những cái ngoại cảnh đó. Thì cái pháp phù hợp nhất với người có tâm lý như vậy là niệm sự chết. Mình phải hướng tâm về thân mình này, và hoặc là mình hướng ra một cái xác chết nào đó, mình cứ niệm xác chết,
xác chết bất tịnh, xác chết bất tịnh. Rồi sau đó hướng tâm về thân mình và niệm là chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. Rồi hình dung, tưởng tượng, mường tượng cái thân mình nó giống như một cái xác chết thật. Và cứ niệm niệm như vậy thường xuyên. Và nhất là trong những cái lúc đi đứng nằm ngồi nhé, những cái lúc mình không ngồi thiền ấy, lúc mà các cái hoạt động hàng ngày ấy, mình luôn luôn phải niệm về xác chết này. À, lúc đi mình thấy cái thân mình là cái xác chết nó đang đi, khi đứng mình thấy cái thân mình là xác chết, à, khi ngồi, khi nằm, khi làm các công việc luôn luôn thấy cái thân mình nó là xác chết. Đấy là cái quán về bất tịnh. Khi mà niệm như vậy một thời gian dài, trở thành một cái thói quen thuần thục sung mãn rồi, thì nó sẽ nhàm chán tất cả những cái ngoại cảnh kia. Những cái ngoại cảnh kia nó trở nên nhàm chán, nó không còn ưa thích nữa, thì đến lúc ngồi thiền nó đỡ bị nó chi phối. Cái thứ hai là trong lúc khi ngồi thiền hơi thở, vì khi niệm hơi thở tâm nó rất là an nhàn, cho nên nó dễ sinh ra các vọng tưởng. Thì lúc ấy mình có thể vọng tưởng đến những câu chuyện, những cái cảnh trong cuộc sống, nhưng mà nó không có những cảm xúc vui buồn nó khởi lên thì không sao nhá, thì không sao cả. Cái vọng tưởng ấy mà nó liên hệ đến những cái cảm xúc như là mình nghĩ đến một chuyện vui thì lúc ấy cái tâm của mình nó cũng vui. Mình nghĩ đến một cái chuyện buồn phiền, mình thấy tâm của mình nó cũng khởi lên buồn phiền, thì cái vọng tưởng ấy mới là phiền não, mới là phiền cái, mới là mà ảnh hưởng đến cái chánh niệm này. Vậy thì cố gắng đừng để cho nó khởi lên một cái cảm xúc vui buồn gì trong những cái vọng tưởng ấy. Rồi cứ biết hơi thở cùng với vọng tưởng ấy trong những cái khoảng khắc đầu. Thì khi lúc mình mới ngồi thiền, cái chánh niệm nó còn yếu thì vọng tưởng nó mạnh. Rồi cứ ngồi như vậy để chánh niệm dần dần nó tăng lên. Dần dần cái hỷ lạc khinh an đối với cái hơi thở đấy nó sẽ tăng lên dần dần. Chứ mình mới ngồi chánh niệm còn yếu, hỷ lạc còn yếu, cho nên là nó chưa nhất tâm được. Khi ngồi lâu, ngồi phải 3-40 phút cả tiếng sau ấy, thì cái chánh niệm nó mạnh lên, rồi nó mới chế ngự, nó mới đè nén được những cái vọng tưởng kia. Vì vậy nên là mình ngồi khoảng 15-20 phút thì cái vọng tưởng sẽ rất là nhiều. Nhưng mà khi mình ngồi được 3-40 phút và 1 tiếng trở lên thì lúc đấy cái vọng tưởng ấy bắt đầu nó mờ đi, nó yếu dần đi. Cho nên là cứ ngồi lâu thì mình sẽ thấy vọng tưởng nó mới bớt đi. Còn lúc mới ngồi thì nó rất là mạnh, và mình cứ phải hành thiền nhận biết hơi thở chung với vọng tưởng ấy. Rồi dần dần thì cái vọng tưởng nó yếu đi để chánh niệm nó sẽ tăng lên mà thôi. Dạ kính thưa thầy, là cho con hỏi là khi con ngồi thiền thì con thấy đau quá đau luôn, mà lúc đó con đang chú tâm hơi thở nhưng mà con không còn sức để mà lắng nghe hơi thở con nữa, mà con chỉ thấy đau thôi ạ. Dạ mong sư chỉ giùm con để vượt qua. Ngồi mà bắt đầu thấy cái hiện tượng đau, khó chịu và khó giữ chánh niệm thì mình cần phải thay đổi tư thế ngồi và đổi chân đi, hoặc là duỗi chân ra, hoặc là đảo chân để cho nó được trở cái tư thế đi, là nó sẽ bớt đau đi, nó đỡ đau đi, thì cái chánh niệm nó sẽ tăng lên. Thì với người mới ngồi thiền thì sẽ có thể sẽ rất là đau, có những người sẽ rất đau trong một thời gian rất là dài, có những người sẽ đau trong một thời gian ngắn. Thì một là mình cố gắng kham nhẫn để cho cái đau đó nó giảm đi dần dần. Nó cũng phải một thời gian, trải qua một vài tuần, một vài tháng thì cái đau đấy nó mới bớt đi dần dần, nó mới hết đi. Còn lúc đầu thì nó sẽ rất là đau, nhưng đến lúc nó đau quá thì mình phải đổi chân, đổi chân đi, thậm chí ngồi duỗi chân ra cũng được, nhưng mà mình vẫn phải nhắm mắt, vẫn quan sát hơi thở vào ra. Trong cái lúc đổi chân đấy không mở mắt ra nhé, vẫn nhắm mắt, vẫn quan sát hơi thở, thì mình vẫn không bị gián đoạn, cái chánh niệm nó vẫn được duy trì và vẫn phát triển. Cái lúc ấy mình ngồi thiền không ảnh hưởng gì cả. Cái lúc thay đổi tư thế, đổi chân đi, nó không ảnh hưởng gì đến sự thực hành thiền hết, mà nó lại giải quyết được cái vấn đề là nó hết được cái đau và phát triển được chánh niệm. Dạ con chào sư. Sư cho con hỏi là khi con ngồi và con tập trung vào cái đề mục quán ân đức pháp á, thì sau một lúc thì khi mà nhắm mắt thì cảm giác như mắt mình sáng lên và thấy giống như mình lướt qua những cái đám mây vậy đó, mà nó có
màu trắng, màu vàng và sau đó nó đổi những cái màu khác ạ. Khi mà hành bất cứ pháp thiền gì cũng vậy, nếu như mình có cái sự hỷ lạc, có cái hoan hỷ và có sự nhất tâm định tinh ở trên cái pháp thiền đấy thì nó sẽ có dấu hiệu như vậy. Do cái tâm mình hỷ lạc, nó sinh ra cái sự an lạc định tinh, và cái dấu hiệu mà mình đắc định là thế, trước mặt mình nó sẽ mờ mờ, dần dần nó trắng và dần dần nó sáng rực lên. Thì đấy là dấu hiệu mà mình bắt đầu có những cái định tướng nó sẽ xuất hiện, cái ánh sáng nó sẽ xuất hiện khi tâm của mình định tĩnh nhất tâm là thế. Nhưng mà lúc ấy không nhìn vào nó nhé, không chạy theo nó, không nhìn vào nó, không quan tâm đến cái màu sắc là nó xanh vàng trắng đỏ gì cả, không quan tâm. Cũng không quan tâm là nó cái hình dáng màu sắc nó giống đám mây hay giống cái gì, hay giống giải lụa hay giống ngôi sao hay là giống một bông hoa. Mỗi người sẽ thấy nó giống một cái hình tướng khác nhau, nhưng mà mình không đi sâu vào nó, không quan tâm đến hình dáng của nó, và vẫn cứ tiếp tục cái nhiệm vụ của mình, nó là vẫn cứ hành thiền bình thường. Nếu hành thiền hơi thở thì cứ quan sát hơi thở vào ra, niệm Phật hay niệm Pháp thì lúc ấy mình cứ niệm Phật, niệm Pháp đi nhé. Cứ niệm thản nhiên mà niệm, cứ bình thường mà niệm. Thì nếu mà giữ được cái tâm ổn định ý, thì cái ánh sáng đấy càng lúc nó càng sáng đi. Càng sáng rực rỡ, sáng tỏa chiếu, sáng sung mãn, và cái ánh sáng nó sẽ kéo dài liên tục. Nếu như tâm lý ổn định, còn nếu tâm mình không ổn định ý, thì nó sáng một lúc và nó mất đi. Còn nếu tâm ổn định thì nó sẽ kéo dài đến hết thời thiền. Dù mình có ngồi nhiều tiếng nó cũng vẫn sáng hết cả cái thời thiền đấy. Vậy nên phải cố gắng duy trì được nó nhé. Duy trì được nó bằng cách đừng quan tâm đến nó, đừng đi theo nó, và vẫn cứ tiếp tục thực hành cái pháp thiền mà mình đang hành đấy một cách bình thản tự nhiên, thì sẽ giữ được cái ánh sáng đó và sẽ phát triển được cái ánh sáng đấy. Ánh sáng đấy là cái ấn chứng của định, là cái tâm định tĩnh. Nhưng mà khi nào nó phải sáng rực nhé, sáng mạnh mẽ, thì lúc đấy nó mới thật sự là mình đã đắc định. Với sư cho con hỏi thêm là, thì ngồi một lúc á, thì có một cái cảm giác là nó rợn người ấy sư, rồi xong nó mất, nó cũng xuất hiện rất là nhanh. Thì những cái hỷ nạc ở trên người mình nó sinh ra đấy. Khi mà mình ngồi mình cảm thấy hoan hỷ, thì mình cảm thấy nó sởn gai ốc lên như thế. Và mình cũng đừng quan tâm đến nó sẽ, mỗi người nó sẽ ngồi nó sẽ có những hiện tượng khác nhau, những trạng thái khác nhau, những cảm nhận khác nhau, và tất cả những trạng thái nó xuất hiện ở trên thân hay ở trong tâm thì mình cần phải nắm nơ nó đi, phất nờ nó đi, không đi theo nó, không tò mò, không tìm hiểu, không thắc mắc là tại sao nó lại sinh ra hiện tượng này, mà lúc đấy chỉ có là tiếp tục quan sát cái pháp thiền của mình. Mô Phật, con xin kính lễ quý sư tôn kính và kính thưa quý Phật tử. Con có câu hỏi là con có thắc mắc như thế này. Mỗi lần con ngồi thiền đó, thì ban đầu có những cái hình ảnh giống như anh này mới nói, nhưng mà con không phải là màu, mà là những hình ảnh vuông tròn hay là tam giác hình thoi nó chạy đi, giống như mình tua một cuốn phim. Và từ từ đó là hơi, khi con chú tâm dừng hơi thở và thả mất đi hơi thở đi, thì con cảm thấy trống rỗng, không có một thứ gì cả, kể cả thân con cũng không có luôn. Nghĩa là giống như mình hòa với một cái môi trường đó, nhưng con rất là sợ mà rỗng hết. Và bắt đầu con cảm thấy đưa mình về hơi thở thì con thấy cái thân mình cao lên. Mình đang ngồi, ví dụ như con đang ngồi chừng 5-6 tấc lực cao đó, mà con tưởng tượng như thân con nó cao khoảng 1 mét. Và con cảm thấy hơi sợ nên con dừng, con không có dám thiền nữa. Thưa sư, con xin sư giảng giùm con cái chỗ này là con nên làm gì, có tiếp tục hay không, và tránh nó như thế nào để đưa trở về cái quân bình nhất ạ. Dạ, cảm ơn sư. Đấy cũng là một cái hiện tượng mà khi mà bắt đầu có cái trạng thái nó chớm chớm có định, chuẩn bị có định là nó sẽ xuất hiện như thế. Nó xuất hiện cái tướng như vậy, cái hình ảnh như vậy, cái trạng thái như vậy là nó sẽ xuất hiện như thế. Và bởi vì nó diễn biến ra nhiều vấn đề, nhiều thứ như vậy là do mình đi theo nó, do mình đã hướng tâm vào nó, đi theo nó, chú tâm vào những cái hiện tượng đấy,
cho nên nó càng xuất hiện nhiều, nó càng trở nên xuất hiện liên tục và nó xuất sinh ra rất nhiều những cái cảnh khác nhau. Mà đấy nó chỉ là cái tưởng của mình ấy. Tất cả những cái đó là do mình tưởng, lúc ấy mình cứ tưởng ra cái gì thì cái tưởng đấy nó biến thành cái hình ảnh như vậy. Và mình cứ đi theo cái tưởng đấy thì sẽ sai hoàn toàn, sẽ sinh ra ảo tưởng. Sinh ra ảo tưởng, sinh ra hoang tưởng, sinh ra loạn tưởng. Cho nên là việc thực hành thiền mà không thực hành một cách nghiêm túc, mà không chánh niệm tỉnh giác, mà cứ đi theo những cái cảnh những cái hiện tượng như vậy thì không tốt nhé. Không tốt và sẽ gặp nhiều vấn đề, có thể là sẽ gặp những cái nguy hiểm ấy, những cái ảo tưởng không hay đâu. Nên là phải rất thận trọng, lần sau có xuất hiện những cái hình ảnh đấy thì cứ để cho cái hình đấy nó sinh khởi một cách tự nhiên, cứ để cho cái ánh sáng đấy nó sinh khởi một cách tự nhiên. Tuyệt đối mình không được hình dung, nghĩ tưởng đến một cái hình dáng gì ở trong cái ánh sáng đó, ở trong cái cảnh đó, không nghĩ được và không được đi theo cái cảnh đấy và tiếp tục quay trở về với hơi thở. Nếu như cái cảnh đấy nó cứ xuất hiện, nó nấn át, nó làm cho tâm mình bị cuốn hút theo, thì mình cần phải nghĩ sang một cái cảnh khác, một cái cảnh thực tế khác. Có thể mình hướng tâm sang một cái công việc gì đó, một cái câu chuyện gì đó để cho nó tạm thời quên đi, quên cái cảnh đấy đi, phải gạt cái cảnh đấy đi bằng được. Tuyệt đối không được để cho cái cảnh đấy nó chế ngự hay là nó sinh khởi ở trong tâm. Và nếu như cái người nào mà cứ đi theo cái cảnh đấy một thời gian rồi, nó sinh ra bị loạn tưởng và mình sẽ mất một thời gian rất là dài mới trở lại bình thường được. Không có đến lúc, ngay cả lúc mình ngồi thiền, cả lúc mình không ngồi thiền nó cũng xuất hiện. Và nó sẽ xuất hiện rất nhiều những cái cảnh lạ khác. Cho nên rất nhiều người, người ta hành thiền một thời gian sau này người ta nói ra những cái điều toàn là kỳ lạ ở đâu ấy. Người ta nói người ta tiếp xúc với chư thiên, gặp Phật, hay là nói chuyện là có những bề trên phán họ là phải làm thế này thế kia. Giống như là người lên đồng ấy, người ta nói này nói kia đủ thứ trên đời. Những người lên đồng cũng tương tự như vậy nhé. Người ta bị những cái cảnh đấy nó chi phối, là người ta nói chuyện thầm ở trong tâm, nói chuyện với những cái cảnh đấy, những cái tướng đấy. Và những cái người mà một thời gian dài rồi mà cứ đi theo như vậy thì rất là khó trở lại. Còn những người mới bắt đầu tập thì rất là dễ thôi, tức là quên ngay nó đi, đừng nghĩ đến nó nữa. Tức là khi mình thấy nó thì gạt ngay nó khỏi tâm và hướng sang một cái cảnh khác và quay trở về nhận biết cái hơi thở của mình. Và sau khi xả thiền rồi đừng nghĩ nó ngay, quên ngay nó đi và phải thấy rằng cái hiện tượng đấy nó sinh nên là không tốt, không có lợi nào, không lợi ích, và đi theo nó là nguy hiểm. Và khi mình nghĩ được như vậy thì là nó buông bỏ, nó không chấp vào đấy, nó không dính mắc vào cảnh đấy nữa thì nó sẽ hết. Còn nếu mà ai chấp trước vào đấy, dính mắc vào đấy là nó tăng trưởng lên rất nhanh và rất là nguy hiểm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chào thầy. Con có cùng một câu hỏi. Chúng con là những Phật tử lớn tuổi á, bây giờ toàn chân nó đau, mới lưng nó đau. Thế thì chúng con ngồi thiền không ngồi được ở dưới đất mà vòng chân như thế. Con xin phép được ngồi trên ghế để thả chân xuống. Thì một thời gian con vẫn thực hành như thế, nhưng mà con xin hỏi thầy là cái chúng con ngồi như thế thì có được không, và có mang lại được cái lợi lạc và kết quả gì không ạ? Vẫn có lợi ích như nhau nhé. Ngồi ở dưới nền nhà hay ngồi trên ghế không quan trọng gì hết. Cái sự thực hành thiền không liên quan đến cái chỗ ngồi, tư thế ngồi như thế nào cả. Ngồi miễn làm sao mình giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt và chú được tâm vào pháp thiền là mình vẫn đắc định bình thường. Cái người mà bị bệnh hay đau chân ý, thì có thể ngồi ở trên ghế sủ chân xuống. Có những người mà mệt mỏi mình tựa lưng ở trên cái tựa ghế vẫn vào định được, vẫn đắc định, vẫn chánh niệm tỉnh giác được nha, vẫn phát triển bình thường không sao hết. Cho nên là ngồi được nha, cứ tiếp tục ngồi như vậy đi. Dạ, thưa sư, cho con hỏi là vào những ngày thọ Bát Quan Trai Giới, nếu như con không có điều kiện để đến chùa để xin gặp sư và xin thọ giới thì con có thể thực hành tại nhà hay không, và thực hành như thế nào là đầy đủ? Dạ, con xin hết. Thực hành ở tại nhà cũng được, nếu như trong nhà mình có ban thờ Phật hay là có hình ảnh bức tranh tượng Phật ấy thì mình sẽ ngồi ngay tại đấy thôi. Đầu tiên mình làm lễ sám hối,
tụng một thời kinh nào đấy, hoặc tụng cái bài sám hối, là đọc cái bài thọ trì tam quy bát quan trai giới giống như sáng hôm nay. Xin cái bộ tài liệu đấy về và tự mình phát nguyện thọ trì được. Con xin nguyện một ngày một đêm thọ trì giới, bạn tám giới đấy, không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, nói dối, không uống rượu, không ăn vịt thời, không trang điểm múa hát và không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Nhớ là khi thọ trì giới xong thì mình hãy thực hành thiền trong một ngày một đêm và giữ tám giới đấy trong vòng ít nhất là một ngày một đêm. Vậy là thành tựu, tự mình thọ trì vẫn thành tựu như là mình lên chùa không sao hết. Dạ, mô Phật, con xin kính bạch sư là lúc con hành thiền á, thì có nhiều vọng tưởng. Ở lúc giai đoạn đầu thì con nghe sư là cứ tiếp tục quan sát hơi thở với, cùng với những vọng tưởng đó. Nhưng mà sau khoảng 15 phút thì con vẫn còn quan sát được hơi thở. Nhưng mà sau 15 phút thì con bị rơi vào hôn trầm, xong rồi nó bị buồn ngủ kéo dài á. Thì càng lúc nó càng mất chánh niệm đi, và thậm chí là con có thể bị ngủ gật lúc đó luôn. Con xin phép sư làm sao để có thể thoát khỏi cái tình trạng này. Con cảm ơn sư. Cái lúc mà cái tâm nó mệt rồi, nó sẽ sinh ra cái sự hôn trầm như vậy. Thì lúc ấy phải thay đổi nhiều cái cách quan sát hơi thở. Có thể là đếm hơi thở này. Và lúc ấy mà thấy cái hôn trầm nó khởi lên, lại thay đổi cách khác là biết hơi thở vào ra này, hoặc biết toàn thân hơi thở này. Hơi thở bắt đầu đi vào, đang đi vào, kết thúc, đi vào. Hơi thở bắt đầu đi ra, đang đi ra, kết thúc, đi ra này. Thay đổi nhiều cách trên cái pháp thiền hơi thở đấy, thì cái tâm nó sẽ phải phấn chấn lên một chút, nó phải căng lên một chút, nó phải tích cực lên một chút thì nó cũng đỡ hôn trầm đi. Nếu như lúc đấy mình làm mọi cách rồi mà nó vẫn hôn trầm nữa thì phải chuyển sang niệm một cái pháp thiền khác, như là niệm ân đức Phật hay đại tâm từ, hoặc niệm pháp, hoặc tức là mình sẽ thay đổi một cái pháp thiền khác để cho cái mức độ tập trung nó cao hơn, thì tâm nó sẽ bớt buồn ngủ đi. Dạ, con kính chào sư ạ. Dạ, có thường có hay ngồi thiền là niệm thọ, nhưng mà con ngồi thiền một hồi thì con thấy tâm an lạc, thì lúc đó con thấy rõ cái hơi thở của mình, thì lúc đó con có thể chuyển qua niệm hơi thở phòng xẹp được không ạ? Niệm thọ, niệm phòng xẹp và niệm hơi thở, mỗi một pháp thiền là có một cách thực hành khác nhau nhé. Niệm thọ thì ra niệm thọ, mình phải hiểu được cái cách niệm thọ. Thọ là những cái cảm thọ ở trên thân hoặc là những cảm thọ ở trên tâm. Mình niệm để mình nhận diện ra những cảm thọ đấy. Nó không phải là ta, không phải của ta, tự ngã của ta. Và niệm phòng xẹp cũng vậy. Đây là một cái pháp thiền niệm về tứ đại. Mình thấy cái tính phòng xẹp để mình thấy được cái lực đẩy của gió, để mình thấy được cái thân này là đất nước nửa gió. Và đấy là một phần trong cái pháp hành thiền tứ đại. Và sau khi mình thấy được gió rồi, mình cần phải hành đến cái tính gì để mình thấy ra được đất, được nửa, được nước ở trên thân này nữa. Đấy mới là pháp thiền niệm phòng xẹp. Thì mình cũng phải hiểu cái pháp đấy đi một cách tuần tự, từ trước đến sau là phải như thế nào. Còn pháp thành thiền hơi thở cũng vậy. Khi mà quan sát thiền thực hành, nếu như mình xác định là thực hành pháp môn thiền hơi thở, thì mình phải hướng tâm lên trước cửa mũi, cái điểm xúc chạm trên trước cửa mũi, và nhận biết hơi thở vào ra ở trước cửa mũi này, chứ không được theo hơi thở vào trong bụng, không được quan sát cái phòng xẹp dưới bụng này, mà chỉ giữ cái tâm ở trên cửa mũi này, nhận biết hơi thở vào ra, để mình đạt đến sự nhất tâm định tính. Và thực hành thiền hơi thở là thiền chỉ, thiền định, và để mình đắc, chứng đắc được các cái mức định, các cái tầng thiền, rồi sau đó mới chuyển sang hành thiền tuệ. Còn niệm thọ là đi thẳng vào thiền tuệ, và quán cái phòng xẹp cũng là đang đi thẳng vào thiền tuệ. Hai, ba cái pháp thiền là khác nhau. Vậy thì mình hành cái pháp nào mình phải hiểu cái quá trình thực hành cái pháp ấy. Nên là mình phải học với một cái vị thầy về thiền niệm thọ đấy. Một thời gian dài mình mới nắm được cái phương pháp thực hành. Hành thiền niệm phòng xẹp mình phải học với cái vị thầy có kinh nghiệm về thiền phòng xẹp đấy một thời gian dài. Hành thiền hơi thở thì mình phải thực hành học với cái vị thầy có kinh nghiệm về thiền hơi thở đấy một thời gian dài, thì mới đi tuần tự, đi đúng cái pháp đấy được. Dạ con xin kính chào sư. Con muốn hỏi một cái câu hỏi là con muốn xác nhận lại là lúc nãy á,
Sư nói cái cô đó là cổ thiền nhưng mà cổ bị mất cảm, mất hơi thở và bị mất cảm giác, thì con cũng bị y như cô là khi mà con thiền thì thời gian đầu nó sẽ bị hôn trầm, nhưng mà sau đó hết hôn trầm rồi thì con chú tâm vào hơi thở một thời gian thì con không cảm nhận được hơi thở nữa, và con cũng thấy phía trước cũng trống rỗng y như cô, thì con sẽ chú tâm trở lại vào hơi thở thì nó có hơi thở trở lại và có thân trở lại. Thì sau cái thời gian thiền đó thì con cảm thấy cũng khá là an lạc. Thì con muốn xác nhận lại là khi mình có hiện tượng đó mình phải quay ngược trở lại hơi thở, đúng không sư? Đúng rồi, khi phải quay trở về hơi thở và để tâm nhẹ nhàng ra. Ra khi mình quan sát hơi thở, mình chăm chú quá, căng thẳng quá, khi mà mình tập trung căng thẳng quá thì thấy thân tâm nó bị đơ ra, và nó sẽ trải qua một lúc là mình không thấy hơi thở đâu, không thấy thân tâm đâu, chẳng qua là cái trạng thái đấy là nó căng cứng ra thôi. Còn khi mình để tâm nhẹ nhàng lại, thản nhiên ra một tí thì sẽ thấy hơi thở trở lại. Và nhớ là lần sau thực hành đừng để cho tâm mình nó rơi vào cái trạng thái quá căng thẳng như vậy. Nếu như mình quan sát hơi thở, mình quan sát rõ ràng quá và cái sự rõ ràng ấy nó cứ kéo dài liên tục là nó trở nên căng thẳng. Hoặc là mình tinh tấn, mình cứ chăm chú quá mức, mình giữ cái tâm ở hơi thở với một cái lực chú tâm rất là mạnh và nó cứ duy trì liên tục mà mình lại không nới lỏng ra, không để nhẹ nhàng ra, cứ để nó căng thẳng như thế, thế là nó bị đơ ra, và lúc đấy mình cảm giác như không thấy gì. Nhưng thực ra cái trạng thái đấy nó là bị thái quá, chú tâm thái quá thôi. Một lúc sau này nó trở nên bình thường trở lại, cái trạng thái nó bớt đi thì mình lại thấy nặng. Còn nếu như biết cách quân bình ấy, thì lúc nào cũng thấy hơi thở nhẹ nhàng tự nhiên đều đặn liên tục, cái sự thực hành đấy sẽ tốt hơn là chăm chú quá. Dạ con muốn câu hỏi thứ hai là khi mà trong thời gian trong ngày á, thì buổi sáng tới trưa thì con sẽ khó vào thiền hơn, khi một buổi chiều khoảng từ 3 giờ trở đi thì con sẽ rất là dễ dàng hơi thở hoặc là niệm ơn Đức Phật, thì con đều rất là dễ dàng có cái sự hân hoan. Thì làm thế nào để mình cải thiện cái tình trạng này sư? Cái thời buổi sáng là do nó còn thân tâm mình nó còn mệt mỏi, nó uể oải, nó không tỉnh táo bằng thời buổi chiều. Vậy nên là cái lúc hành thiền là hành thiền vào cái lúc nào mà mình cảm thấy tỉnh táo nhất, cảm thấy sáng suốt nhất, thì cái lúc đấy mình hành thiền mình sẽ có được cái chất lượng tốt nhất. Vậy nên là hành thiền buổi chiều thường thường sẽ tốt hơn. Như thời Đức Phật vậy, buổi sáng sớm thì Đức Phật hay các tỳ kheo thường đi khất thực, đi kinh hành, đi thiền hành để cho nó đỡ hôn trầm. Sau khi ăn trưa xong thì cái giờ đấy nó tỉnh táo hơn và cái giờ đấy thực hành thiền tốt hơn. Vậy cho nên là thường thường mọi người sẽ thấy về buổi chiều ngồi thiền nó tỉnh táo, sáng suốt, ít hôn trầm hơn, và thời đấy hành thiền cũng tốt hơn, có chất lượng hơn. Dạ, bây giờ là có một câu hỏi cuối, xong rồi xin đại chúng nghỉ để ăn cơm. Còn gì chiều trình pháp với sư tiếp ạ? Dạ thưa sư, con có câu hỏi là con đã tiếp xúc và gặp được cũng vài người là tu thiền định ở trường thiền lớn ở Myanmar, và sau 6-7 năm thì họ về thì họ bị khùng khùng điên điên như bị tẩu hỏa nhập ma thưa sư. Thì và con theo pháp quán tâm một thời gian và bây giờ con chuyển sang hành thiền định hơi thở. Và cũng có một số người khuyên con là nếu mà hành thiền định thì sẽ dễ rơi vào cái trường hợp đó. Thì con xin hỏi là lý do vì sao mà những người đó lại bị như vậy? Và câu thứ hai có nghĩa là khi mà mình thiền niệm ơn Đức Phật thì mình hình dung ra hình ảnh Đức Phật ở trước mặt. Vậy thì mình niệm pháp thì mình hình dung cái gì trước mặt hay là mình đặt tâm ở đâu thưa sư? Con cảm ơn sư. Khi mà với người hành thiền nhá, mà khi mà một thời gian nó xuất hiện những cái cảnh ở trong tâm ấy, mà mình cứ đi theo cái cảnh đấy rồi mình lại tưởng là mình đã đắc đạo ấy nhá, mình lại tưởng là mình đã chứng đắc cái gì đó cao siêu lắm, có thần thông lắm ấy, làm bị khủng đấy, là nguyên nhân từ đấy mà ra. Vậy cho nên là đừng đi theo những cái cảnh gì nó xuất hiện đó, mà mình phải luôn luôn quan sát đúng đề mục của mình, chánh niệm tỉnh giác. Thì cái người khùng là do tưởng là mình đã chứng đắc khi mà cái pháp ấy là giả mà nó không thật ấy, thì nó trở nên ngạo mạn, thì nó trở nên tuyên bố cái này cái kia là nó sinh ra như thế đâu. Vậy thì tránh cái trạng thái là mình muốn đạt cái này cái kia, hoặc là có những người cứ muốn là mình có những cái năng lực phi thường
để tiếp xúc với chư thiên, tiếp xúc với phi nhân, để nói chuyện với các cái vong linh này khác ấy, giống như nhà ngoại cảm ấy. Đấy, ai mà ngưỡng mộ nhà ngoại cảm muốn trở thành một cái người như vậy chẳng hạn. Đấy, là rất nguy hiểm nhá. Khi hành thiền thì cái tâm của mình nó cứ hướng về những cái cõi đấy, là nó sẽ bị ám ảnh bởi những cái chuyện đấy. Vậy thì phải tránh, mà lúc nào mình cũng có một cái tâm chân chánh thì không bị. Cái tâm chân chánh đó là hành thiền với mục đích là để đoạn trừ những cấu uế, những phiền não, những ô nhiễm, để giải thoát khổ đau sinh tử. Với cái tâm lý như vậy, chân chánh thực hành như vậy thì sẽ không bị rơi vào hoang tưởng loạn tưởng. Còn có những người có cái tâm không chân chánh, mong cầu cái này cái kia, những cái điều bầu nhiệm phi thường ấy, thì dễ rơi vào ảo tưởng. Vậy thì cái phải thay đổi cái mục đích, cái nguyện vọng, cái mong cầu trong cái sự thực hành thiền. Còn hành thiền niệm ơn Đức Phật thì hình dung ra hình ảnh Đức Phật và hướng tâm về hình ảnh Đức Phật, nhưng cũng có lúc hình ảnh Đức Phật sẽ tan đi và mình chỉ nhớ đến ân Đức Phật thôi. Còn khi hành thiền niệm Pháp thì tâm mình nhớ đến Pháp. Pháp ở đây thì mình không cần phải hình dung rõ ra một cái hình ảnh gì cả. Pháp giống như là một cái khái niệm, và Pháp là giáo Pháp. Vậy thì mình chỉ cần hướng đến là có Pháp học, có Pháp hành. Pháp học là kinh luật luận ấy, Pháp hành là giới định tuệ, và Pháp thành tựu là niết bàn giải thoát. Và mình hướng đến những giáo Pháp như vậy, cũng giống như là mình để tâm trước mặt mình, cũng giống như là Pháp ở trước mặt mình. Và hướng tâm đến cái hình ảnh đó cũng không cần phải quá rõ ràng, quá cụ thể, quá chi tiết. Mình cần nơ mơ như thế. Sau đó thì mình niệm đến ân Đức Pháp, thì cái ân Đức đấy mới cần rõ ràng. Mà cái ân Đức đấy ở trong tâm mình, ở trong ý thức của mình. Mà cái tâm, cái ý thức của mình nó, mình đặt ở đâu thì sẽ ở đấy. Ý thức của mình hướng ra xa thì ở xa, hướng gần ở gần, để ở trước mặt thì ở trước mặt. Ý thức của mình là không có giới hạn về không gian và thời gian, mình hướng tâm đến đâu, ở đâu, như thế nào cũng được hết. Thì mình lúc ấy mình cứ hướng tâm giống như mình vẫn để tâm ở trước mặt mình, và cứ vậy mà tưởng niệm. Thì đấy là niệm ân Đức Pháp. Kính thưa quý Phật tử, bây giờ là 11 giờ kém 10, 15 rồi. Chúng ta sẽ nghỉ chút xíu, rồi đúng 11 giờ chúng ta sẽ tập trung lại đây để dùng cơm. Và sư cũng sẽ